Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trên tay em ngày hôm nay đang cầm để giới thiệu tới anh em một sản phẩm, đó chính là tiếp điểm khóa điện Hyundai Booster. Đây, đây chính là cái tiếp điểm khóa điện nhé. Đây, để mọi người cho anh em được nhìn nó chi tiết cụ thể hơn. Đây chính là cái phần để đấy. Cái công dụng của nó chính là đóng mở ổ khóa điện. Đó, đóng mở ổ khóa điện. Về cái chất liệu để sản xuất ra sản phẩm đó chính là nhựa ABS cao cấp, và phần bên trong là các vi mạch điện tử để điều khiển ổ khóa điện. Đây của nó là 6 giắc anh em nhé. 6. Đây là phần gài này vào khóa điện, và đây chính là cái chốt để chúng ta sẽ đưa cái và sản phẩm thì được sản xuất bởi công ty Hyundai Mobis. Đây. Thêm 7 màu của Mobis này. Đấy, 100%. Được sản xuất tại Hàn Quốc và được nhập khẩu và phân phối bởi An Thái Auto. Cảm ơn mọi người đã cùng với chút thời gian xem video của em. Anh em quan tâm tìm hiểu tư vấn về sản phẩm thì hãy liên hệ với em theo số 0769086333. Hỗ trợ tư vấn lắp đặt thay thế tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tâm Trinh. Số liên hệ là 0856727222. Em cảm ơn. Hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp.